Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Giàu giàu giàu, bà con sâu sâu sâu. Chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong C bình luận PK lên server. Và đây là em Minzy đến từ server GIV. Và chúng ta cùng đến với chế độ 100% độc chiêu anh em nhá. Đừng quên 3 khung giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em có thể like và subscribe kênh DM YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất về thế giới cao web cũng như là tựa game gà là cái thế tranh hùng mà mình đang chơi. Một tựa game mà theo mình đánh giá là cũng tương đối thôi, chứ là tùy mỗi gu của mỗi người đúng không? Có bạn thì thích chơi game kiểu này, có bạn thích chơi game kiểu kia, nhưng mà rất mong anh em theo dõi và ủng hộ dành cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với cái series này và cùng đến với đối thủ đầu tiên ở server GIV thì anh em làm một ly cà phê với mình nhá. Heaven D sẽ được lựa chọn. Heaven D được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta có Robert. Hơi đáng tiếc khi mà Init không được lựa chọn vì chúng ta đang trong chế độ 100% độc chiêu và Ioli được ưu tiên hơn với khả năng hút nộ của bản thân mình. Các bạn có Namlet, Gizzy, Mari. Rất nhiều những võ. Ôi trời ơi, tứ hồn đẹp thế nhỉ. Nên dùng con hổ nào, dùng con hổ Terry hay dùng con hổ Sandwood? Ôi trời, đối thủ đã quýt luôn đấy, đẹp thấy không? Tôi chỉ cần nhìn cái tứ hồn này thôi, đối thủ nó phải quýt. Là tôi thì tôi cũng quýt khi mà bứt Kasumi cùng với Ioli dị. Chúng ta sẽ có tứ hồn kẹp tứ hồn. Khi mà tứ hồn của Ioli dị giúp tem trông khỏe hơn, tứ hồn của Kasumi lại giúp cho Kasumi khỏe hơn. Đúng không? Đối thủ quýt là cũng đúng thôi. Shikada đến từ server 85, Tachibana Okio và Leona. Kèo này lấy Tachi đi các bạn, Tachio chém ngang. Wow, hentai ngon nhưng mà đành phải lấy Vanet rồi nha. Vì Vanet nó đi với tổ chức nét. Nói gì mắc mắc răng vừa ăn cơm xong. Mang Vanet vào đấm chí mạng thì thú lắm nhỉ. Angle tổ chức ghét đấy. Không mang Vanet được kèo này nha. Muốn nhử thì không được mang được Vanet. Muốn nhử chúng ta bỏ Vanet từ ngoài. Ôi cộng rau à, cộng hành à, khó chịu nhà khó chịu từ nãy giờ nhỉ. Đấm được không nhỉ, đấm không chết, không đấm nó cũng chết, đấm nó cũng chết, nhưng mà thôi cũng được. Đấm nó chết thì đấm nó cái thì còn kinh thì có nộ, không đấm nó thì không đâu nào có nộ đúng không anh nhỉ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ có những cái chiến thuật riêng cho bản thân mình. Billy à đâu, ờ đúng rồi Billy à không, Benny Maru anh nhỉ, lại nói nhầm thành Billy, rất sorry anh nhỉ. Đúng rồi rồi, kèo này thì nên mang ai vào, theo tôi nên mang cà phê đấy, là theo tôi đấy nhá. Vẫn là theo tôi đi. Anh em ôi hồi, cà phải không có trí à? Mà đi với Robert mà không có trí thì đúng là Chúa nhà tôi ạ. Hai thằng đi với nhau mà không có trí thì kém cắm thật sự. Kém tắm nó thật sự luôn đấy, chứ không phải kém tắm bình thường đâu anh em. Hander và sân Hentai đi, yo đi Hentai. Sau kèo này thì Miku chết rồi, không thì các bạn Miku sẽ sắp tiền đến từ Hentai là chưa được. Kẻ quản lý đổ chí thì không chết được nhưng em vẫn nhầm vào Miku. Hẹo rồi. Vậy là Miku hẹo rồi.
Các phải tôi tổ chức nét không nhỉ? Hay quá nhờ, có nhờ. Cà phẩy có thuộc tổ chức NET nha. Cà phẩy cùng với Kula đều là đệ tử của Init, đều thuộc tổ chức NET NET NET. Và ngoài ra thì mình xin giới thiệu các bạn đây thêm một tổ chức nét nữa. Angle nha các bạn. Đây chế độ độc chiêu mà được gặp ba nét đút cho tổ chức nét thì thật sự các bạn là nó phê thật sự ấy chứ. Nó phê Shikaka. Ôi ôi, có hồi sinh đến từ vị trí của Gonit. Một pha hồi sinh nó nói chung là theo mình nghĩ nó cũng là muộn màng mà thôi. Mình cũng hit được cái mạng của Engo rồi. Có lẽ chúng ta là để dành cho Vanet là người sắp vào mình đấy. Thì công lớn thuộc về Vanet, đúng không? Miku cũng không góp công, nhưng mà theo mình đánh giá đi, cái công lớn thuộc về Vanet nhiều hơn khi mà có những pha vũ trí mạng nó cực kỳ chất lượng. Và tỷ số đang là 2-0. Chúng ta cùng đến với game đấu số 3 nào. Game đấu số 3 sẽ gọi tên ai? Út mẹ. Game đấu số 3 sẽ gọi tên ai? Terry của server 115 sẽ đối đầu với mình. Lazio ơi à. Má Kyori dị cũng thích đấy, nhưng nhìn Miku nó lại còn thích hơn. Iori dị cũng thích, nhưng mà hình như đối thủ AFK này nhỉ. Trầm trọng này chắc đối thủ AFK rồi. Rất có khả năng đối thủ là AFK rồi anh em nhé. Rất có khả năng đối thủ AFK rồi, nhưng mình cũng không thể chủ quan trong những nhịp này được. Đối thủ của AFK thì mình cũng không chủ quan nha các bạn nhé. Đối thủ của AFK thì chúng ta cũng không chủ quan trong nhịp này được. Đối thủ đã lừa. Vì ngày xưa mình đã từng có một clip như thế này, các bạn có nhớ trong một buổi livestream nào đó, mình chính mình lừa đối thủ là mình AFK. Thế là nó cứ tưởng mình AFK thật, mình để cho máy nó AI tự đánh luôn, mà mình chỉ sắt đao lát hit, chỉ việc khi mà đối thủ vào tầm ngắm chúng ta chỉ việc lát hit đối thủ mà thôi. Ngày xưa mình đã từng làm một cái clip như thế trong trong VK và đối thủ đã hẹo hẹo rồi đúng không? Biết đâu đối thủ cũng lừa mình như thế thì sao, đúng không? Mọi sự vẫn phải là cẩn thận anh ạ. Cẩn tắc voi này. Mặc dù ca phẩy với nước dài lông không tìm bố con nào được à? Chúng tôi là chúng tôi không tìm bố con nào hết. Chúng tôi không tin ai. Đúng không? Chúng tôi vẫn phải đánh nghiêm túc. Nghiêm túc, đúng không? Nghiêm túc và nghiêm túc. Sao điện thoại của mình nó kiểu mẹ gì nhỉ? Nó cứ nhá phát xong thôi nhá. Ôi
Yeah. Nhà. Ú sát tú đã xa anh em. Thằng ú sát tú. Ú sát tú anh em mình đang xa. Không hít được nó nhỉ. Nó nhỉ. Hít con này là ai chẳng chắc cốt nhỉ. Hít con này là chẳng chắc cốt. Hít con này cho chắc cốt nhỉ nhỉ nhỉ. Đấy, mẹ nó cho tướng vào đây này, nó lừa anh em bỏ mẹ đi đây này. Đúng là không thể tin được anh em ạ. Đúng là không thể tin được. Sao lại cho tướng vào này anh em nhỉ? Thật sự là khó có thể ngờ đấy. Tụi em sang đây đủ không? Có sao? Tụi em đi chưa? Cái gì? Anh quên gì ạ? À? Quên gì? Em gì em đâu? Ngay đi ạ. Cho chơi điện thoại còn lì xì gì nữa. À, quay trở lại với game nào. Ừ, đối thủ AFK. Nhưng mà sao nó vẫn vào nhỉ? Mình tưởng AFK cái tầm này là máy nó đâu nó cũng tự đánh nhỉ? Hay nó cứ bỏ máy nó đi đâu ấy chứ anh em? Chứ nó không phải AFK đâu. Thằng này dạng như kiểu nó đang vào trận xong ai gọi nhỉ? Xong nó vứt máy đấy, đúng không? Chứ nếu mà nó AFK thì kiểu phong cách kia thì nó lại khác. Đúng không anh em? Nếu mà nó AFK thì kiểu phong cách kia thì nó lại khác. Tắc vùi này. Cật tắc thì vùi này. Nú rùi đất nữa. Để cào hai cái tăng sát thương liên hệ kỹ. Nhưng chúng ta mang vào để cài cào Kula với Katari. Hình như đâu đó vẫn còn một nhân vật nữa thì phải. Ờ, còn Junho anh nhỉ. Nhân vật cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy đó chính là Junho. Sắp thao được chưa nhỉ? Chưa nhỉ em nhé. Nhìn này chưa đấy khả năng sắp đau ở đâu. Vẫn chưa thấy khả năng sắp đau ở đâu. Vẫn phải thêm một turn nữa đúng không? Vẫn phải thêm một turn nữa để mình có cơ hội. Vẫn phải thêm một turn nữa thì mới có cơ hội. Hơi mất thời gian một tí đúng không? Một tí đúng không? Hơi mất thời gian một tí mà. Đấy, gặp mấy thanh niên này đánh nó mới lâu này. Gặp mấy thanh niên này đánh mới lâu này. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo và đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là ai? Kula 14 đến từ server 189. Billy sẽ được lựa chọn chứ không phải là Ramon anh em. Momo chiến thoại cũng ngon, sơ mi
Tất nhiên rồi, không thể bỏ qua. Và cuối cùng nhân vật mà chúng ta cũng yêu thích không kém đó là Senwood. Nhưng mà không biết lấy Sen có đúng kiểu không kèo này khi mà không có ai cover cho Sen thì cũng mệt. Sen thì như không phải tổ chức nét thì phải, chỉ có 5 led ở trong tổ chức nét mà thôi. Kèo này không mang Sen mà thì cũng ái ngại. Mà cứ mang Sen vào xem nào, cứ mang Sen vào trong tình hình như thế nào. Ai à, thì chết tôi rồi. Kéo sơ đi học mà. Kéo sơ là hơi học nhá. Hay quá nhờ, nhảy cả sinh nhi nữa. Nhịp này để này, không để này thả nộ con lấy xuống. Nhịp này để nào học nhỉ? Nhưng mà cứ tiếc con xem, cùng học tất. Cuối cùng là học tất. Thua đúng không? Nhưng mà mình sai sách quá, thà cứ để mẹ con Dio đầu, xong nó giết, xong nó giả nộ con Sen, thì mình vẫn có cơ hội giết con Krauser. Chỉ vì con Krauser thì mà mình nhát cấy, thật sự anh em hơi nhát trong tình huống này. Hơi nhát cấy trong tình huống này, cũng như là chúng ta phải trả giá. Ủa mày thế, đỡ đòn quá. Nó may thật sự anh em. Sao nhìn nó mang con bao rồi nhở? Cái này không mang con gì vào, nó sắp đau mình luôn. Nó có cơ hội nó sắp đau mình mà sao lại mang bao vào nhỉ? Thật sự mình hơi khó hiểu trong tình huống nó mang con bao vào. Nó có cơ hội nó sắp đau mình mà sao lại làm thế nhỉ? Tại sao? Bạn lại làm thế với tôi. Chơi hệ chí mạng à? Người chơi hệ chí mạng à? Chứ nói nó mang con gì vào mình làm gì có cửa nào để chống nhỉ? Nó sẽ đi tiếp. Một con nét nữa tiếp. Nói chung mất con gì cũng tiếc anh ạ, trừ con Billy ra. Momo tổ chức nét không nhỉ? Mặc định tổ chức nét đi. Mặc định tổ chức nét đi. Ây da, lại còn hồi sinh nữa cả. Mặc định Momo tổ chức nét đi anh em. Ôi rồi, chính là game này mình thua từ tên trước thôi nhưng mà nó để cho mình sống. Nguyên tử với mình đi anh em, đúng không? Nó còn đang nguyên tử với mình, thì ra mình thua. Mình xứng đáng thua từ game trước, đúng không? Mình xứng đáng mình thua từ game trước thôi. Cái game mà lúc mà mình sai sạch mình hơi tham việc giữ con xe nuốt ấy. Anh em thấy có đúng không? Thực ra mình xứng đáng thua từ game đấy chứ không phải đến tận game này mình mới thua. Đến tận tôi này mình mới thua. Bản thân mình cũng nhận ra cái sai lầm đấy nhưng mà tự nhiên vì một cái lý trí và con tim đúng không? Muốn giữ nó lại cứ lanh quanh. Fork. Closer. Set. Siêu trâu anh em. Ôi, dốc. Sáng béo à. Trang béo thì cũng hẹo này thôi, đúng không? Tầm này thì trang béo thì cũng hẹo thôi.
bố trí hợp lý. Ấy à, bên kia cũng có giảm nộ à, thôi hỏng nó. Theo này thì cũng mệt mỏi chứ. Ờ, thằng này nó chấp nhận bị giảm nộ béo à? Chắc chắn bị giảm nộ nhá, tên đầu thằng béo bị, tên hai chắc chắn là thằng béo bị. À, định tướng tính như cướp tên à? Mày cần hai con giảm nộ, căng nhỉ? Căng như cái dây đàn. I love you. Trang béo đập cho bại huyết cả lũ rồi anh em. Trang béo đập cho bại huyết cả lũ. Trang béo này không có nộ à? Trang béo này vừa không có nộ vừa thế thì lấy nộ đâu ra mà chơi với trang béo bây giờ? Dốc này dốc bất tử à? Dốc này dốc bất tử à? Nhìn một xí cô xem. Come on, double strike. Đập vào sẹt thì lại sai quá. Sẹt này cũng sẹt bất tử rồi. Sẹt này khỏe thật sự nhiều. Sẹt này cũng là thuộc là siêu sẹt anh em ạ. Sẹt này cũng thuộc loại siêu sẹt. Agi tay cứ thế. Lấy xin đồn. Con chỉ đây cứ siêu sẹt. Đồ này à? Siêu sẹt à? Trang béo lại hồi sinh hai lần này, chưa chắc là cứu được. Trang béo hồi sinh hai lần đấy, chưa chắc là cứu được. Come on, double strike. Hồi sinh hai lần nhưng chưa chắc là cứu được. Ai à, get take the right now. You can't hurt down. Mình sai chăng? Chăng đánh bại biết rồi. Come on, double strike. Mình sai chăng? Sai thật đấy nhau ạ. Ông chỉ đi thôi. Má, chàng nó bại huyết nó khỏe thật sự. Chàng bại huyết nó khỏe thật sự đấy anh em nhé. Chiều à? Mình cày, sao lại mất lượt nhở? Sao lại mất lượt luôn nhịp đấy nhở? Anh em nào giải thích được? Anh em nào giải thích với tôi sao cái tên vừa rồi tôi bị mất lượt nhở?
nó vừa dùng tung tuyệt kỹ xong nhá, không được, không kịp đánh phát độc chiêu nữa, bất lượt luôn. Đấy, Trang đến tận tơn đấy nó mới cướp lượt á. Ồ, nhiều lúc game nó lỗi sao ảo lắm anh em nhá. Được, cứ nghĩ lúc mà cái tơn mà chúng ta nghĩ nó cướp lượt thì nó lại không cướp, cái tơn mà nó bảo nó cướp thì nó lại không cướp, ờ cái tơn không cướp thì nó lại đi cướp, không hiểu kiểu gì. Vợ chồng ăn đi vào mai dạo này bắt đầu bị bịp vào, dạo này bắt đầu game có dấu hiệu của sự bị bịp rồi anh em, dạo này game có dấu hiệu của sự bị bịp rồi. Dấu hiệu của sự bìm bịp đâu đây rồi? Cơn lắc giảm công gì? Game có dấu hiệu của sự bìm bịp rồi. Thế à, xẹt à? Game dấu hiệu của sự bìm bịp rồi. Okazu đến từ xeo 192 đã quit dưới áp lực vô cùng lớn của bộ đôi Clark và gì nhở Maximizer. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, hỗ trợ mình gì cũng như share bình luận với kênh xe nhá. Thank you và bye bye.